Ngày 24 tháng 2 năm 2024, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức đợt thăm khám, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại hội dòng mến Thánh Giá Cái Mơn, ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. Trong đợt này, đoàn y bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu thăm khám cho hơn 200 người là nữ tu cao tuổi đang sinh sống tại nhà hưu của hội dòng cùng những cụ già neo đơn, người dân tại địa phương. Việc đi khám này là chúng ta bao gồm những sự việc sau đây. Thứ nhất là động viên chia sẻ thăm khám để phát hiện những bệnh sớm của những người lớn tuổi. Thứ hai là hướng dẫn tập phục hồi chức năng cũng như là chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, phòng những cái bệnh theo mùa, phòng những cái bệnh mà ở người già. Thứ ba là qua cái việc này thì sẽ chia sẻ được với nhà dòng là cái nơi mà nuôi dưỡng các cụ đã nghỉ hưu lớn tuổi, không nơi nương tựa, người ta đã cống hiến cho cái nghiệp nghề đạo của người ta rồi. Và cũng tại chính đây là có những hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa và người ta không phải là tu hành gì hết, nhưng nhà dòng vẫn đưa vào đây để nuôi dưỡng và chăm sóc, thì đền đáp lại những cái việc mà cùng gắn kết cùng với nhà dòng để mà mình làm những cái việc này, thì bệnh viện sẽ cử một cái đoàn hầu hết là các trưởng khoa, phó khoa, các bác sĩ chuyên khoa sâu của bệnh viện để về đây được trực tiếp thăm khám, chăm sóc và làm các cận lâm sàng để tầm soát bệnh cho người già. Tôi là nữ tu của dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, là con của mảnh đất này. Thì hôm nay được cùng với đoàn của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu về đây để khám bệnh, tư vấn, phát quà, phát thuốc cho quý bà, quý dì cũng như các bà con ở đây. Thì đối với tôi thật là rất là hạnh phúc. Cái niềm vui xen lẫn với cái niềm tự hào, bởi vì mình được đem cái tri thức, cái thời gian của người thầy thuốc để dành tặng cho những người thân yêu của mình. Thì đó, đối với tôi, nó là một cái cuộc trở về nguồn thật sự nhân cái ngày thầy thuốc Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo địa phương, quý lãnh đạo bệnh viện, các cái mạnh thường quân cũng như ban tổ chức đã giúp cho tôi có những cái trải nghiệm quý báu này. Vì rất vui và hạnh phúc vì được bề trên hội dòng tạo điều kiện và quan tâm chị em trong dòng biết bệnh của mình để mà sớm điều trị hết bệnh, không phải đi đến bệnh viện. Tôi rất cảm ơn các bác sĩ quan tâm đến đây rồi cho hội dòng, vì rất cảm ơn quý dân nhân, quý bác sĩ rất là nhiều và chân thành cảm ơn rất nhiều. Chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa, người neo đơn, yếu thế là hoạt động được Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức thường xuyên, nhất là vào dịp Ngày Thầy Thuốc Việt Nam hàng năm 27 tháng 2. Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu sẽ có đợt về nguồn khám sức khỏe, thăm tặng quà cho nhiều đối tượng người dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, phát huy vai trò, nêu cao y đức.